Rồi, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại với Học Cơ Khí. Trong cái video này, mình sẽ có một xíu cái khuyến cáo cho các bạn, đó là tránh lạm dụng cái lệnh Lightning mình đã hướng dẫn cho các bạn ở video trước để các bạn thay thế cho lệnh Fillet. Ví dụ như chúng ta có cái bài đó là trong cái phần bài tập kết hợp Fillet Chamfer ở video số 16, thì có những cái bài như thế này các bạn sẽ thấy, ví dụ như bài Fillet 003 này ha. Fillet 003 thì bài này nó là đâu sẽ là đảo từ lai qua cung và đâu sẽ là Fillet chamfer. Các bạn hay sử dụng đó là từ góc tọa độ này đi lên, dùng lai đi lên xong rồi đi ngang qua, đảo từ lai qua cung, chính xác, tại vì cái này không phải là Fillet chamfer. Rồi sau đó mình đi line xuống và các bạn đi xuống tới đây, các bạn ngưng lại và các bạn đảo từ line qua cung, thì lúc này mình gọi là lạm dụng. Tại vì sao? Tại vì cái này là fillet. Các bạn sẽ vẽ thẳng nhọn xuống dưới này rồi sau đó mình mới về đây. Nguyên nhân vì sao mà chúng ta gọi là lạm dụng? Bởi vì nếu như các bạn vẽ tới đây, các bạn bo cung xuống dưới này, thì lúc này các bạn sẽ đo cái 1260 ngay tại vị trí này, nó hơi khó. Tại vì các bạn không có đường line xuống dưới này tại điểm này để các bạn đo ngang qua đây, thì các bạn cái này các bạn hơi bị khó. Rồi vậy thì chúng ta sẽ vẽ xuống tới điểm này luôn và qua đây, cái góc này chúng ta chỉ cần chọn một cái fillet là R115 là ok. Vậy mình sẽ thử làm cái bài này cho các bạn nha, để mình phân biệt được đâu là line tangent, tức là đảo từ line qua cung, và đâu là fillet bo cung như thế này. Rồi giờ mình sẽ tắt cái file này đi. Các bạn tạo cho mình một file mới. Tạo cho mình một file mới ha. Rồi, trên mặt run mình tạo sketch. Các bạn nhớ cho mình biên dạng đó là từ góc tọa độ đi thẳng lên, đi ngang qua, rồi đảo cung, đi xuống, xéo về đây. Rồi, về lại góc tọa độ. Rồi, các bạn nhớ càng nhiều thì các bạn sẽ vẽ sẽ càng nhanh. Nếu như mình nhớ ít quá, mình sẽ quay qua cái hình, xong rồi mình quay qua solid, xong rồi quay qua cái hình, xong rồi quay qua solid, thì nó hơi lâu và nó mất nhiều thời gian để các bạn thao tác hơn. Bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh line ha. Từ góc tọa độ này mình đi lên, mình đi qua, bây giờ mình đảo cung thì mình xác định đảo cung từ line thì mình rê ra ngoài đúng không, mình đưa lại cái điểm mà mình mới vừa bấm. Sau đó mình sẽ cặp giữ con chuột á, mình di chuyển con chuột theo cái đường cong mình mong muốn, di chuyển một cột này, cong này. Đó, khi nào chúng ta xuất hiện cái đường chấm 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 chấm, chấm đó thì các bạn sẽ click chuột trái. Chúng ta đi xuống dưới này. Chúng ta sẽ đi xéo tới khi nào? Mình đi xéo và mình rà xuống khi nào nó có cái đường chấm 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 ngang với góc tọa độ đây ha. Rồi. Đây, hoặc là các bạn có thể là đưa con chuột về góc tọa độ, sau đó các bạn di chuyển ra nó sẽ có cái đường chấm cho mình, đưa góc tọa độ này, xong di chuyển ra nè. Lưu ý cái này các bạn dịch chuyển chuột cho nó chuẩn một chút xíu nha. Rồi tích cái chuột trái, sau đó mình về lại điểm góc tọa độ. Rồi bây giờ mình thử đo kích thước nó có thẳng đứng nằm ngang, chỗ này có tiếp tuyến, nhờ phương pháp đảo từ lai qua cung nên sẽ có tiếp tuyến. Rồi bây giờ mình thử đo kích thước đó là bằng 1000 nè, 1260. Ở trong cái video trước mình có hướng dẫn các bạn đó là nếu như tránh cái trường hợp các bạn đo, các bạn làm cho cái hình của mình nó bị biến dạng méo mó, thì các bạn nên lấy kích thước tổng thể trước, có nghĩa là cao nhất và rộng nhất ha, dài nhất hay gọi là dài nhất và cao nhất đó, thì đây là 1260. Ok, bây giờ mình sẽ chọn đó là chiều cao này của mình là bằng 1000. Rồi cái này sẽ là 1260, thì các bạn thấy dễ không? Mình sẽ lấy ngay tại này, cái đoạn này rất là thuận lợi. Rồi, 400, 408. Từ điểm này xuống tới cạnh ngang này sẽ là 400. Và từ cạnh này mình sẽ nhấn phím Shift. Các bạn phải nhấn phím Shift ha, ra tới cái cung này. Các bạn đưa lên trên, các bạn nhập cho mình là 480. Còn giá trị nào mà chúng ta chưa xác định nữa không? R117. R117. Các bạn sẽ đo cho mình cái R này thì mình nhập cho mình là 170 nha mọi người, 170 x 27. Rồi mình sẽ nhập là 170, Enter. Rồi cái hình chúng ta đã được xác định đầy đủ, lúc này chúng ta mới thả một cái góc fillet ngay tại vị trí này vô, đó là R115. Các bạn sẽ chọn fillet, các bạn nhập bán kính là 115 ngay tại vị trí này, chọn góc cần fillet
là các bạn tích vô cái điểm này, hoặc các bạn chọn hai cạnh này cũng được, nhưng thông thường mình sẽ chọn điểm. Rồi, mình sẽ chọn OK. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập này. Thoát fillet ra luôn đúng không? Và mình phải phân biệt được đâu là fillet và chamfer ha, đâu là đảo từ lai qua cung ha. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ thực hiện cho mình những cái bài light tension và những cái bài tập kết hợp fillet chamfer ha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.